Bạch sư, sư hoan hỷ cho con biết mới bắt đầu học pháp thì nên học kinh nào đầu tiên và tuần tự học như thế nào, có nên học Hán Tạng không? Xin sư hoan hỷ giảng cho con về nguyện lực chân thật. Thưa quý vị, thì tôi có một vài lời đề nghị. Thứ nhất, cái quý vị nên đọc và bỏ túi bộ Kinh Pháp Cú. Bởi vì Kinh Pháp Cú ấy, nó toàn vẹn tất cả mọi mặt của đời sống. Thì quý vị có thể ứng dụng rất là nhiều ở trong cái đời sống này. Dù cho khi quý vị tuyệt vọng thì quý vị cũng có thể mở Kinh Pháp Cú ra xem. Sư có một cái thường, sư có một cái cách đấy. Còn khi còn là cư sĩ, ví dụ như có những lúc bế tắc, có những lúc mà mình không biết phương hướng, thì sư mở Kinh Pháp Cú. Hoặc những lúc buồn ấy, mở Kinh Pháp Cú, mở đại một trang bất kỳ, đọc đại một dòng bất kỳ, thì thường ấy chính cái đoạn trong Kinh Pháp Cú đó nó giúp giải quyết vấn đề của mình. Người ta gọi là bói kiều, mà mình thì mình bói Kinh Pháp Cú đấy, rất là hay. Cho nên Kinh Pháp Cú là cái đề nghị đầu tiên của quý vị nên tiếp xúc, nên học thuộc lòng, nên bỏ túi. Cái thứ hai, quý vị nên đọc kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Khi mà quý vị đọc Mi Tiên Vấn Đáp ấy, có rất nhiều những cái vấn đề mà chúng ta thắc mắc, nó sẽ vỡ òa ra, nó sẽ khiến cho chúng ta có cái nhìn nó sâu sắc hơn, đúng đắn hơn về Phật Pháp, tổng quan hơn về Phật Pháp. Những vấn đề được đề cập trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp nó cũng bao hàm rất là toàn diện cái nền tảng của giáo lý, cũng như những cái thắc mắc, những cái băn khoăn xưa giờ của mình. Thành ra cái bộ thứ hai mà sư đề nghị quý vị nên đọc là kinh Pháp Cú, kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Còn tiếp nữa đó thì đương nhiên là phải đi vào kinh Tạng, đi vào kinh Tạng. Nhưng mà kinh nghiệm của sư thì sư thấy rằng dù cho quý vị có đủ một cái bộ Đại Tạng, thường quý vị sẽ rất là lười mà đọc ấy, thì đọc không nổi, nhiều quá, tự nhiên ngán. Sư có một lời đề nghị mà thỉnh thoảng sư cũng có xài, đó là có những khi mà mình không biết cái đề tài gì để mình nói chuyện, có những khi mà mình không biết là có cái bài kinh nào nó hỗ trợ cho cái vấn đề mình đang suy tư hay không. Ví dụ như sư đang suy tư về một cái vấn đề nào đó, và sư cần cái sự gợi ý, cần sự hỗ trợ của kinh Tạng, sư lại áp dụng phương pháp gọi là bói kinh Tạng. Đó là như thế nào? Chọn đại một quyển kinh. Ví dụ như sư chọn nắm, sư nắm cái quyển Tăng Chi, sư nắm xuống Tăng Chi số 1, lật đại một trang. Giống như mình trẻ, mình lật đại một trang, đọc đại một bài. Thường
Thì cái câu kinh đó, cái bài kinh đó nó giải quyết vấn đề của sư. Và quý vị có thể chọn random như vậy đó. Mỗi một ngày quý vị chọn đại, chọn random một bài, quý vị đọc, quý vị suy ngẫm, nó cũng là một điều tốt. Tại vì khi mà chúng ta đọc, mà chúng ta đọc theo thứ tự ấy, từ trước đến sau, từ bài này qua bài khác mình sẽ ngán. Nhưng mà khi quý vị đọc một cách random như vậy đó, tức là một cách ngẫu nhiên như vậy, thì nó sẽ có hứng thú hơn. Và có đôi khi, sẽ nói có đôi khi, nếu như mà quý vị tin thì có đôi khi ấy, cái bài kinh quý vị chọn ngẫu nhiên đó nó sẽ giải quyết cái vấn đề mà quý vị đang suy tư. Ngoài ra thì sư không ăn nhậu gì trong đây hết, nói thẳng sư không ăn nhậu trong đây hết, và sư cũng không có nhu cầu lấy lòng ai hết. Nhưng mà ngài Giác Nguyên ngài có soạn ra cái quyển là Nhật Tụng Kalama, thì cái quyển này đó nó tổng hợp những cái bài kinh mà khi mà sư nhìn qua thì sư thấy nó rất là hay. Bởi vì những cái bài kinh này đó là những cái bài kinh tâm đắc, những bài kinh tâm đắc mà khi mà chúng ta chọn thì nó mang cái tính chất là nó tinh chọn, tức là đọc nhưng mà có chọn lựa. Thì cái việc mà cũng như sư nói bối kinh một ngày, ha, mở cầm quyển kinh như vậy nè, chọn đại một trang, chọn đại một trang, lật ra xem một cái câu kinh đấy, thì quý vị đọc cái bài kinh đó nó rất là hay. Còn ai mà muốn hỏi muốn biết á, thì lên mạng, lên Google, lên Facebook hỏi ha. Sư không có làm cái chuyện gọi là marketing. Còn Hán Tạng ấy cũng có thể đọc, Hán Tạng có nhiều nhiều bài kinh rất là hay chứ không phải là không, nhưng mà chúng ta cũng nên đọc có chọn lựa và đọc có so sánh. Tốt nhất là quý vị đọc có so sánh giữa bản Hán Tạng và cái bản Pali, quý vị sẽ thấy là có một vài điểm nó dị biệt nhưng mà nó cũng có cái sự giống nhau đấy. Và sư ấy, có đôi khi sư khi mà một cái bản mà kinh tiếng Việt mà nó tương đối nó tối nghĩa thì cái này là một cái thường tình trong sự nghiên cứu thôi. Thường á, người ta sẽ nghiên cứu theo cách dịch của những cái bản ngôn ngữ khác, ví dụ như ngôn bằng họ sẽ tham khảo bằng tiếng Anh, sư tham khảo thêm bản dịch tiếng Anh và sư có tham khảo thêm cái bản tiếng Hán nữa. Thì có đôi khi á, cái bản tiếng Anh á, cái từ ngữ của họ nó không có gần với mình, nhưng mà cái từ Hán ấy, có khi nó rất là gần và mình đọc mình sẽ hiểu hơn. Rồi sau đó thì sư mới tính đến cái chuyện là mình đọc qua cái Pali để mình hiểu cái gốc nó như thế nào. Nhưng mà khi mà mình xem qua cái bản mà Hán ấy, thì mình có cái hướng, rồi mình nhìn qua Bali á, thì nó sẽ giúp đỡ mình một phần. Còn cái nguyện lực chân thật nó chia ra làm hai. Thứ nhất là cái nguyện, cái nguyện lực là một, và cái chân thật là cái thứ hai, nó là hai cái khác nhau. Cái nguyện á, nguyện lực Atthitthana Parami thì nó là cái ba la mật, là cái quyết định ba la mật, tức là tôi quyết định rằng cái phước mà tôi làm đây nó hướng đến quả vị chánh đẳng chánh giác, thì đó là cái nguyện lực. Tôi quyết định rằng cái phước mà tôi đã làm đây nó sẽ làm ba la mật để đưa đến sơ quả Tu Đà Quần, đó là nguyện lực. Tôi quyết định
cái phước báo mà tôi đã làm nó sẽ giúp cho tôi từ giờ cho đến khi niết bàn thì tôi sẽ gần gũi với chánh pháp. Đời đời tôi sanh ra là tôi sẽ gần gũi các bậc thiện tri thức và tôi sẽ nhìn mọi người với một cái tâm lành. Đấy, thì đó cũng là cái quyết định. Thêm một cái nữa, đó là khi chúng ta làm thiện, chúng ta gặp thử thách. Ví dụ như tôi nói hồi nãy, chúng ta sống mà sống lấy pháp làm trọng ấy, chắc chắn là mình sẽ gặp thử thách, chắc chắn là mình sẽ gặp những cái vấn đề. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục. Vẫn cố gắng quyết định duy trì cái phương pháp thực hành đó. Đó cũng là quyết định. Cái gọi là nguyện lực ấy. Nó cũng nguyện lực ấy. Rồi khi mà chúng ta quyết tâm chúng ta giữ giới thì dù cho bị thử thách đến như thế nào đi chăng nữa, dù cho bị khó khăn như thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn quyết tâm chúng ta giữ giới thì nó thuộc về cái nguyện lực. Tức là mình nguyện mình sẽ giữ giới và mình nhất tâm mình giữ cái giới đó. Nguyện mà phát nguyện giữ giới thì mình sẽ giữ cái giới đó. Đó gọi là cái nguyện lực ha. Rồi khi mà chúng ta quyết định chúng ta sẽ bố thí thì dù cho có ai cản mình đi chăng nữa mình vẫn tiếp tục mình bố thí. Thì đó là cái quyết định. Và đương nhiên là mình có sự phát nguyện thì nó gọi là nguyện lực. Còn cái chân thật ấy thì nó đơn giản rồi. Tức là chúng ta luôn luôn tôn trọng sự thật. Và cái gì chúng ta sống thì chúng ta sống theo cái lẽ phải. Chúng ta nói thì chúng ta nói theo lẽ phải. Còn cái gì mà chúng ta không nên nói mặc dù nó đúng. Ví dụ như cái việc mà chúng ta nói đúng ấy, nó thẳng nó thật ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng đến người khác thì chúng ta có thể giữ im lặng. Đấy.